Okay, we'll be there.
Hát mỗi tuần á,
em chào. No 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 no, em không có chào cái này. Đây em đang chào lại con. Chào anh Sang. Quay. Chào chị Phương Lan lại con, chào anh. Quay. Hay là hay quá, hay là hay ghê, hay không chỗ nào chê. Hay là hay quá, hay là hay ghê, hay không chê chỗ nào. Bên phải quay rồi bước tới
10 bước, 20 bước lên 1. Bước xin mời bước tới 1. Bước thật trước bước. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Thì những người đó họ mới quyết định với nhau
đó là cái nguyên nhân đầu tiên tại sao chúng ta có chạy bộ phải. Đó cũng phải các em nhớ là năm 1621 chuyến này để tạ ơn đó mời dân của nó để cùng thắp. Và các em biết cái ngày lễ tạ ơn đầu tiên không phải chúng ta được ăn ngon lành giống như bây giờ. Ngày đó người ta ăn thô sơ lắm, chỉ có bí đỏ, bắp và gà rừng, gà tây đó. Gà tây bây giờ chúng ta ăn gà tây nhưng hồi đó người ta ăn con gà rừng. Gà rừng bây giờ chúng ta bắt gà rừng, chúng ta bắt đâu được con gà rừng nhỏ chút xíu. Cho nên là bây giờ chúng ta ăn gà tây là ăn sang rồi. Chứ cái ngày đó người Kiêu Liên không có con gà tây mà. Thì họ cũng làm lên và họ ăn một bữa tiệc. Nhưng mà cái mục đích của bữa tiệc đó là gì? Là để tạ ơn thượng đế, tạ ơn trời đất là đã cứu cái mảnh đất của Massachusetts này, đã cứu mang họ, đã đưa những người Kiêu Liên này và ngày hôm nay họ có mùa màng và họ đã được cứu sống, họ đã quyết định thoát đi tìm tự do, thoát khỏi sự ác của tôn giáo và vua hoàng đế nước Anh từ đó tìm cách để tiêu diệt những người theo cùng tôn giáo. Đó thì năm ngoái trưởng mới nhắc với các em một cái chuyện, tức là chúng ta nhớ đến cái chuyện ngày xưa và khi mà những người Kiêu Liên thoát khỏi lục địa của nước Anh mà đến châu Mỹ này tìm tự do, tìm tự do tức là tự do về tôn giáo khỏi lục địa, thì chúng ta nhớ đến tất cả các em đây, cha mẹ của các em, ông bà của các em sau năm 75 ở miền Nam chúng ta mất. Các em tất cả đều được nghỉ nguyên một tuần tới phải không? Ok. Are your rooms clean? Yes. Tell me the truth. Tell me the truth, everybody. Tuần tới nghỉ nguyên một tuần. You have the whole week off. Nghỉ nguyên một tuần. Are your rooms clean? Yes. Who say yes? Yes. Bốn chim non. Cái phòng của con có sạch không? Có clean không? Nice and neat. Yes. Every morning ai làm cho con? How many of you say no? How many of you say my room is not clean? Raise your hand, Robin. Robin, raise your hand. How many of you say my room is not organized? Raise your hand, Peter. I know you. Okay, all right, các em nhớ nè. We have the holiday the whole week next week. Nguyên một tuần tới mình được nghỉ, right? Yeah. All right. First thing I want you to do, and I'm serious about it. Em Nghi probably là the youngest. All right. And as you see, we have Nghi với lại Khoa là came in join us about two months ago. But then after that, Nghi với lại Khoa has to go on the sports event. They have, what do you do? Baseball, huh? Are you on baseball or basketball? Baseball, huh? Okay, they're on baseball team. So they asked for the permission to be absent for 2 months. And now, today, they officially come back. Nghi, đứng qua đây con. So today, they actually join our troop. Okay. So các em thấy, the two young new cup scout. Alright. So sorry, James, you're not little anymore. So sorry, James, you're not the little anymore. So Danny, you're not little anymore. You're not babies anymore. Because there's another baby over here. Okay. Right. So introducing Nghi and Khoa. Alright, good. Alright, thank you. Now from now on, Nghi and Khoa, every cup shall follow and call. Okay? Anything, any complaints? 4. All award recipients need to be there. You know who you are? Who doesn't know? Thank you.
Đây là của Brittany. She's earning from school. I will let her talk, tell you how she earned it. Get out of here. 29. 30.
kia mà dẫn nó ra đây chơi mà không chịu. Nó chơi nè, mấy đứa nhỏ nhỏ nó cũng có nè. Chật chật là em réo rồi. Em nói anh Billy á, anh đi mua bánh mì chưa? Đang đi nè cô. Anh đi mua đâu? Cô chỉ đâu tôi mua đó. Ok, anh ra bánh mì tôi bật tiếp em. Ok. Đúng rồi, he's smart. Đó, ông chồng chị ký rồi. Tại sao con nhắc chị đó? Em đưa rồi. Rồi đó, có bất mới mà cứ lắm em lấy mấy chụp hình trong 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 trong. Bạn nào có chuyện nào biết chưa? He got a red one. He got a red one. Come on.
bên này nè. Các em biết là như thế này nhé, các anh chị lớn ở trong đoàn của mình á, đi hướng đảo từ bao nhiêu năm đi chị anh lên em có cần nói cho các cháu. Okay. Các em biết là khi mà các anh chị ở trong đoàn á, cũng như là các em sau này cũng vậy, bên Girl Scout là Go Work, bên Boy Scout là Eagle Rank. Ngành Venturing có Summit Award, tức là ba cái lớn nhất. Thì các em biết cái đoạn đường mà mình đi từ lúc còn nhỏ, từ khi các em còn là Girl Scout cho đến lúc còn là Team Non mà đi lên á, đoạn đường nó không có dễ. Đoạn đường nó không có dễ. Cái đó. Kết quả cái ngày hôm nay khi mà chúng ta có Go Work, có Eagle Rank, đó là cái kết quả rất là đáng ghi nhận. Các em biết sắp tới đây mình có cái
Nãy giờ quay nhiều quá ha. Kia có dĩa 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 gấp lết với lại bác chỉ đằng kia lấy lại sao tụi nó tới mình đưa cho nó chia mình lấy cho có nó để mình nó lấy mình bên này quay bên nào nó bên đó mình đứng một line nó đứng một line lại nó tới này nó lại thì đó lẫm tiền nãy vậy thôi giờ nó tiểu một con bảy tay vô Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
It's $2. Okay. Can I pay you my life? They'll lead everybody go to the front door and get lined over there. 2 years ago, we went there like time 11, starting at 11 at night. Yeah, and then the long line goes to the front. So anybody go shop electronic, make sure you get lined in the front, the main entrance. Don't go in the back. We're gonna close it anyway.